Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. 11 tỉnh thành phố tham gia hội thi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đoàn kết toàn dân là gốc rễ trong xây dựng nông thôn mới. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng vẫn còn để lại với hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Hành trình đi tìm sự hỗ trợ với họ cũng gặp muôn vàn khó khăn. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Hàn Quốc hội đàm bên lề hội nghị cấp cao ASEAN. Tình tiết mới liên quan điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016. Pháp phát hiện người di cư Pakistan trong xe tải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Vũng Tàu, Bảo hiểm xã hội Bà Rịa Vũng Tàu đăng cai tổ chức hội thi tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Tham gia hội thi có 11 đội với 165 tuyên truyền viên là cán bộ công chức viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội 11 tỉnh thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu. Tại hội thi tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ, mỗi đội thể hiện một tiết mục ca múa về quê hương đất nước, truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và một tiểu phẩm kịch. Thông qua các tiểu phẩm như Cứu cánh vàng, Chuyện nhà bác Tuấn, Thể thần không như ý, Bảo hiểm y tế niềm vui của mọi nhà, các đội đã chuyển tải sinh động những chính sách, pháp luật và lợi ích khi người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hội thi nhằm tạo điều kiện cho các viên chức, người lao động bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng phổ biến các chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân trong việc thực hiện luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế. Tích cực vận động các nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho người nghèo là hoạt động xuyên suốt của mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, nhằm hưởng ứng cuộc vận động vì người nghèo và phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Giai đoạn 5 năm từ 2014 đến 2019, Quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động hơn 81 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, gần 1.100 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng, 738 nhà đại đoàn kết được sửa chữa, hơn 275.000 xuất quà được trao tặng cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Từ đầu năm 2019 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 15 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này và các nguồn lực khác, đã có 179 căn nhà đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng. 135 ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng ngư lưới cụ với tổng trị giá 270 triệu đồng. Cùng với đó, trên 59.200 xuất quà với tổng số tiền hơn 21,5 tỷ đồng đã được trao tận tay các hộ nghèo khó và gia đình chính sách trong các dịp lễ Tết. Công tác chăm lo cho người nghèo tại Bà Rịa Vũng Tàu có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2019-2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký ủng hộ hơn 146 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Trong đó, kinh phí đăng ký cam kết tài trợ năm 2019 là gần 98 tỷ đồng. Với sự tham gia đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh đến nay giảm còn 3,54%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia chỉ còn 0,78%. Thưa quý vị, kế thừa và phát huy thành quả 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chủ trì phát động cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, qua hơn 3 năm thực hiện, cuộc vận động đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà. Vai trò vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị tiếp tục được khẳng định. Triển khai xây dựng nông thôn mới, 17 tuyến đường liên ấp tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đều được nhựa hóa. Tuy nhiên, dọc các tuyến đường, cỏ dại mọc tùm gây mất mỹ quan môi trường. Và đó là lý do khi thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Long đã tham mưu đảng ủy xã triển khai mô hình đường hoa nông thôn. Mô hình được triển khai thí điểm tại ấp Nam từ tháng 1 năm 2018. Hơn 30 hộ dân sống hai bên tuyến đường này đã đóng góp hơn 40 triệu đồng để mua giống hoa, phân bón và góp hơn 100 ngày công để thực hiện đường hoa nông thôn. Và đây là kết quả mà người dân trong ấp đạt được.
thì không phải là những ngày mà ra quân, cũng có thể ngày thường xuyên là đến khi cỏ lên hoặc là cái môi trường nó vệ sinh nó dơ, thì ở đây mỗi cá nhân của một hộ gia đình đều người ta có trách nhiệm, ta ý thức được, ta dọn dẹp. Mỗi tháng góp hơn 100.000 đồng để trả chi phí tiền điện bơm nước tưới cho các luống hoa hai bên đường. Đó là đóng góp của anh Đỗ Văn Bào, người gắn bó với mảnh đất Hòa Long gần 3 năm nay. Sự đóng góp tuy nhỏ về vật chất nhưng lại đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân đối với nơi mình sinh sống. Tôi thì cư ngụ ở phường Kim Dinh, nhưng mà nên đây sản xuất. Ở ấp Nam này thì tôi thấy có con đường mọi người đã đóng góp công sức vào để trồng cây hoa. Trong đó cũng có tôi là góp vào một tí để tưới trong mùa khô để cây tồn tại đến giờ hôm nay, thì cây thấy đường đã đẹp. Thì tôi thấy rằng trong cuộc sống chúng ta mà đường ngõ đẹp thế này thì chắc chắn là trong mỗi gia đình chúng ta cũng nên là có những cái tấm lòng đẹp như thế. Sau khi có con đường này thì chúng tôi thường xuyên là đi bộ tập thể dục ở đây, và có những cái cành hoa, có những dãy hoa hai bên rất đẹp. Phong cảnh cảm thấy là nó tươi mát và đẹp đẽ hơn nhiều. Mặt trận ấp nó có vận động và tuyên truyền nhân dân đó, với phương châm là vì lợi ích của nhân dân đó, và chung sức đó, tất nhiên là cô bác trong địa bàn đồng thuận để mà làm con đường này và nhân dân tự quản. Khu phố Long An, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền trước đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tội phạm ma túy. Để hạn chế tình trạng này, từ năm 2017, Ban Công tác Mặt trận khu phố Long An đã phối hợp cấp ủy, ban điều hành khu phố và các đoàn thể triển khai mô hình cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên trong khu phố không mắc tệ nạn xã hội, nhà trọ, phòng trọ không có tội phạm, quản lý giáo dục, cảm hóa người nghiện ma túy trên địa bàn khu phố. Thông qua các buổi họp khu phố, tổ dân cư, đi từng ngõ, gõ từng nhà, cán bộ mặt trận đã phổ biến các hình thức, thủ đoạn phạm tội mới, vận động người dân mạnh dạn phòng chống và tố giác tội phạm. Nhờ đó, tình trạng thanh thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội và tình hình tội phạm trên địa bàn khu phố Long An giảm rõ rệt. Từ năm 2017 đến nay, khu phố chỉ xảy ra một vụ trộm cắp. Khu phố đây thì vẫn an ninh trật tự, những người tới ở đây thì lúc nào cũng đảm bảo cái trật tự, vệ sinh an toàn này cái đó ở trong khu phố. Đó, ban ấp thì cái nọ cũng nhắc nhở thường xuyên những tệ nạn xã hội này cái nọ. Đó, ở đây thì cũng chấp hành luật lệ của nhà nước. Mặt trận khu phố thường xuyên cũng lại nhà thường xuyên đầy đủ nhắc nhở cho gia đình, khuyến con cái được học, được thành tài làm ăn cũng đầy đủ chứ không có vướng vô về tai nạn xã hội gì hết. Bây giờ thì nói chung là bọn tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến rất là phức tạp, cho nên cái nhiệm vụ mà của bên ban công tác mặt trận là bắt buộc là phải tuyên truyền để đến từng nhà, từng người dân để cho người ta nắm được cái hình thức, thủ đoạn tinh vi của các tội phạm bây giờ, để cho các quý cô bác ở khu phố là cảnh giác để ngăn ngừa bớt các cái tệ nạn xấu xảy ra đến với người dân trong khu phố. Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện đóng góp hơn 553 tỷ đồng, hơn 14.000 ngày công, hiến hơn 487.000 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn. Hiện nay, 543 trong tổng số 565 khu phố, thôn ấp trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 96%. 20 trong tổng số 39 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ 51%. Thì mặt trận cùng với các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị, thì đã tạo được sự hưởng ứng tích cực, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, thu hút nhiều cái nguồn lực cùng với chính quyền triển khai thực hiện nhiều cái phong trào thi đua yêu nước để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Mặt trận Tổ quốc phát động đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Kinh nghiệm rút ra qua 3 năm thực hiện cuộc vận động là phải tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, biết phát huy sức dân, dựa vào dân khi triển khai bất kỳ chủ trương, chính sách nào trong thực tiễn cuộc sống.
bởi khó vạn lần dân liệu cũng xong. Theo thống kê của Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, chất độc da cam do quân đội Mỹ rải trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam đã khiến cho 4 triệu 800 người Việt Nam bị phơi nhiễm. Trên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng gần 3.000 nạn nhân. Dù đảng nhà nước đã rất nỗ lực chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam, song đến nay sau gần 60 năm sau ngày xảy ra thảm họa da cam, nhiều nạn nhân vẫn chưa được giải quyết chế độ do bị thất lạc hồ sơ. Và thời gian càng trôi xa thì việc xác minh giải quyết chế độ càng gặp nhiều khó khăn. Hành trình xác minh lý lịch để được hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Nguyễn Xuân Bằng, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đã kéo dài 12 năm nhưng vẫn chưa có hồi kết. Theo ông Bằng, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, ông trực tiếp cầm súng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chất độc da cam dioxin. Sau chiến tranh, ông Bằng vào miền Nam lập nghiệp. Ông bị nhiễm chất độc hóa học nên cả 4 người con của ông sinh ra đều không lành lặn, và 2 trong số đó đã mất ngay khi mới sinh. Do nhà bị hỏa hoạn nên nhiều giấy tờ chứng minh quá trình chiến đấu của ông Bằng tại Quảng Trị bị thiêu rụi, khiến ông không thể hoàn tất hồ sơ theo quy định. Khi về làm chất độc thì đã nộp nhiều lần, trả về nhiều lần từ năm 2007 đến giờ. Sau đó như thế nhận đưa lên tỉnh, rồi bây giờ đủ hồ sơ nhưng mà phải xác nhận xem là nằm ở chỗ nào có chất độc. Thì tôi ở quân khu Trị Thiên, thì từ Quảng Trị mà vào Thờ Thiên đương nhiên phải có, tại sao các anh làm khó dễ quá đó. Mà bây giờ bắt tôi về Thừa Thiên mà xác nhận thì cảnh già không thể đi được. Đã gần 70 tuổi, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cử vẫn phải bươn chải để lo cho 5 đứa con bị di chứng từ chất độc hóa học da cam. 3 trong số đó bị tâm thần, 2 người còn lại bị cầm điếc bẩm sinh. Bản thân ông Cử cũng bị tiểu đường type 2, một căn bệnh mà những người bị nhiễm chất độc da cam thường mắc phải. Ông Cử cho biết, ông tham gia công tác tiếp tế lương thực tại chiến trường Quảng Trị từ năm 1972, nhưng vì bị mất giấy tờ gốc, khiến cho công tác xác minh, chứng thực gặp nhiều khó khăn. Tư hưởng chế độ này được trợ cấp của xã hội rất thật yếu kém, cuộc sống của tôi không lo con được. Thì bây giờ tôi cũng như đảng chính phủ giúp cho tôi trong cuộc sống hiện nay. Tôi năm nay, sinh 1953 năm nay, tôi đi bộ đội, hồi nó cứ khổ lắm. Mà tôi đi bộ đội thì không phải, tức là tự nguyện nộp giấy như vậy là tình nguyện đi. Bây giờ tôi về giấy cho tôi làm đi lại không được. Mà tôi già rồi, con cái tôi nhớ, trước hết là nhớ đảng chính phủ và tất cả các nhà báo rồi quân đội giúp cho tôi trong cuộc sống hôm nay. Ông Nguyễn Chí Khới tham gia chiến đấu ở chiến trường Biên Hòa từ năm 1968. Đây là khu vực đầu mối quân đội Mỹ tập kết chất độc hóa học. Năm 2012, sau khi thấy sức khỏe có nhiều bất thường, còn con cái bị dị tật, cuộc sống thì mỗi lúc một khó khăn. Ông Khới làm hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ người nhiễm chất độc hóa học ở thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Thế nhưng đã 7 năm qua, việc giải quyết chế độ cho ông vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi có làm để mà từ năm 2012 giờ không thấy gì cả. Mà người ta cứ nói là hồ sơ để nghiên cứu thôi, chứ cũng không nói được hay cũng không nói là không được. Ông Vũ Ngọc Siên, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc cho biết, đây chỉ là 3 trong số hơn 50 trường hợp người tham gia kháng chiến nhờ hội hỗ trợ xúc tiến hồ sơ giải quyết chế độ cho người nhiễm chất độc hóa học. 50 đồng chí này thì hầu như là tham gia chiến trường là đánh Mỹ, rồi anh em thanh niên xung phong. Nói chung đối tượng là chúng tôi điều tra chính xác 100%. Rồi ngoài ra là còn có là 20 cháu con của các nạn nhân nữa thì cũng chưa làm được chế độ gì cả. Vậy thì cả xã này là hiện giờ là tôi mới làm được cho anh em là 15 đồng chí là người lớn với 4 cháu trẻ là được hưởng chế độ. Còn bại là bao nhiêu là chưa làm được. Thế nhưng khi phóng viên thời sự tìm hiểu sự việc tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Xuyên Mộc thì phòng lại khẳng định các hồ sơ đều được giải quyết nhanh chóng và không có hồ sơ tồn đọng. Theo phòng hiện phòng đang quản lý hồ sơ thì là không có còn hồ sơ tồn đọng. Các cái hồ sơ mà hưởng chế độ chất độc hóa học này thì nó có trong cái bộ thủ tục hành chính hết rồi.
Khi mà đối tượng tới nộp cái hồ sơ kê khai để thực hiện thì cán bộ của xã sẽ thực hiện tiếp nhận và chuyển lên cho phòng. Nếu mà cán bộ xã tiếp nhận không có đủ cái hồ sơ thủ tục thì sẽ trả lại ngay. Còn nếu mà chuyển lên phòng thì phòng sẽ thẩm định, và nếu đủ điều kiện thì sẽ chuyển về cho sở lao động. Sở lao động sẽ thẩm định tiếp và gửi ra cho Bộ Lao động để có cái quyết định công nhận. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ yêu cầu địa phương rà soát lại việc xác minh, giải quyết chế độ người nhiễm chất độc hóa học tại huyện Xuyên Mộc. Cái đối tượng ở Xuyên Mộc thì vấn đề này thì chúng tôi cũng đã nắm, và chúng tôi cũng đã yêu cầu ở địa phương rà soát lại để có cái báo cáo chúng tôi, để chúng tôi sẽ là trực tiếp cũng như nãy tôi nói ban đầu thì sẽ xác minh để xem xét hỗ trợ. Ở đây thì hồ sơ đã có quy định, văn bản quy phạm pháp luật các đã có quy định rồi. Điều kiện để giải quyết thì phải đảm bảo các yếu tố quy định của pháp luật. Để được hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thì người hoạt động kháng chiến phải đáp ứng 2 trong số 3 điều kiện được quy định tại Nghị định số 31 năm 2013 của Chính phủ. Cụ thể, đã công tác chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 1 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K. Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một số loại bệnh theo danh mục của Bộ Y tế làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên hoặc vô sinh, còn bị dị dạng, dị tật, nằm trong danh mục 17 loại bệnh dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định. Tuy nhiên, do thời gian đã lâu, nhiều người tham gia kháng chiến bị mất giấy tờ gốc, khiến cho công tác xác minh hồ sơ và giải quyết các chế độ gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 936 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng chế độ, trong đó 720 người trực tiếp, còn lại là con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học. Riêng đối tượng cháu của người trực tiếp tham gia kháng chiến, gọi là thế hệ thứ ba, hiện nay vẫn chưa được thừa nhận và không được hưởng chế độ dành cho nạn nhân chất độc da cam. Những người từng vào sinh ra tử tại các chiến trường ác liệt đầy chất hóa học, đến nay đều đã già yếu. Nhiều người đã mất khi chưa kịp hưởng chế độ. Nhanh chóng giải quyết chế độ cho những nạn nhân chất độc da cam và con cái của họ vừa là lương tâm, vừa là trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Và cũng bởi nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước. Còn bây giờ là phần điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 77,8 km. Trong đó, qua tỉnh Đồng Nai là 34,2 km và qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 43,6 km. Tuyến đường này đã được Bộ Giao thông Vận tải chia thành hai dự án thành phần. Từ Biên Hòa đến Phú Mỹ, rẽ vào cảng Cái Mép Thị Vải, từ thị xã Phú Mỹ đến thành phố Vũng Tàu. Tại buổi làm việc giữa tỉnh ủy hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra trong tuần qua, hai bên đã thống nhất cùng đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết thực hiện hợp đồng dự án, nếu dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Riêng đối với dự án thành phần số 2, từ thị xã Phú Mỹ đến thành phố Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất cùng đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận tách riêng dự án, đồng thời cũng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức triển khai dự án theo quy định. Tuần qua, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi thị sát tìm hiểu thực tế xây dựng và hoạt động của ba dự án lớn: dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam, nhà máy xử lý và tái chế bụi lò thép, nhà máy sản xuất polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng. Qua khảo sát thực tế, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các dự án, Bí thư tỉnh ủy khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tại cảng Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty khí Việt Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng kho cảng LNG Thị Vải. Dự án kho cảng LNG Thị Vải do BP Gas làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư được duyệt gần 300 triệu đô la Mỹ, trong đó tỷ lệ vốn vay và vốn tự có là 70-30%.
dự án có khả năng tiếp nhận được tàu vận chuyển LNG trọng tải lên đến 85.000 tấn. Đây được xem là công trình đầu tiên về LNG tại Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt trong lĩnh vực khâu sâu của ngành dầu khí. Vì vậy, các đơn vị liên quan đã thể hiện quyết tâm sẽ triển khai dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ. Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ và Cục An ninh Nội bộ, Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu về công tác tôn giáo trên địa bàn thời gian qua. Hiện nay, Bà Rịa Vũng Tàu có gần 567.000 tín đồ tôn giáo với 8 tổ chức tôn giáo đang hoạt động. Thời gian qua, hoạt động của tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Đại đa số các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo chấp hành thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Làm việc với đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ và Cục An ninh Nội bộ, Bộ Công an, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông tin về tình hình tôn giáo tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các bên cũng trao đổi và thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Sau vụ bệnh nhân bị biến chứng mù mắt và hoại tử vùng mũi sau khi tiêm filler làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn thị trấn Phước Bửu, Phòng Y tế huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với Sở Y tế có buổi kiểm tra 3 cơ sở làm đẹp tại thị trấn Phước Bửu. Phóng viên thời sự đã đi theo đoàn và có ghi nhận. Các cơ sở được kiểm tra đã thực hiện các dịch vụ không đúng với dịch vụ đăng ký. Các loại mỹ phẩm dùng trong các dịch vụ không có hóa đơn, chứng từ xuất xứ. Riêng đối với cơ sở nghi đã thực hiện tiêm filler gây ra biến chứng nặng cho bệnh nhân, ngành chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh, bởi cơ sở này không thừa nhận đã làm dịch vụ cho bệnh nhân. Cho đến nay, huyện Xuyên Mộc vẫn chưa có thống kê chính thức về số lượng các cơ sở làm đẹp, chưa có sự phân loại cụ thể để các cơ sở thực hiện kỹ thuật làm đẹp xâm lấn và không xâm lấn. Hai mươi tám hộ dân thuộc diện di dời đã bàn giao mặt bằng triển khai dự án tái định cư 10 hecta phường 10 thành phố Vũng Tàu với diện tích gần 1.800 m² đất. Nếu không bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 11 năm 2019 sẽ bị cưỡng chế. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu khẳng định đã thực hiện đầy đủ đúng quy trình quy định về thủ tục thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Do không có giấy tờ hợp pháp về nhà đất trên khu đất nên chính quyền không thể thực hiện đền bù tái định cư. Trường hợp nào có giấy tờ hợp lệ, tiếp tục cung cấp cho các cơ quan chức năng thành phố xem xét giải quyết. Mất an toàn giao thông trước cổng trường đã được nhìn nhận từ lâu, nhưng mãi là bài toán khó vì trách nhiệm không biết thuộc về ai. Đây là vấn đề tiếp tục được chúng tôi phản ánh trong chương trình thời sự tuần qua. Chăng dây như một cách tạo lá chắn an toàn cho học sinh qua đường khi tan trường được một số trường học gần đường giao thông thực hiện. Nhưng giải pháp này chỉ tạm an toàn trong chốc lát. Bởi sau khi qua đường, học sinh vẫn còn tụ tập hai bên đường chờ phụ huynh, hoặc tụ thành từng nhóm đi bộ, hoặc tự đạp xe về nhà. Và như thế, ngay ở bên ngoài cánh cổng nhà trường, nguy cơ mất an toàn giao thông cho trẻ em rõ ràng vẫn không thể tránh khỏi khi các em phải tiếp tục lưu thông cùng các phương tiện cơ giới tốc độ cao, tải trọng lớn. Để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ nhỏ mỗi ngày đến trường, trách nhiệm thật khó quy về một mối. Và nên chăng phải tính đến quy hoạch xây dựng trường lớp, cần tách hẳn trường học ra khỏi những tuyến giao thông huyết mạch, khu vực có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị cập nhật những diễn biến nổi bật của thế giới 24 giờ qua. Trung Quốc và Uzbekistan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó giúp mở ra những cơ hội phát triển lớn hơn cho cả hai bên. Đây là tuyên bố được lãnh đạo hai nước đưa ra tại cuộc gặp bên lề hội nghị lần thứ 18 Hội đồng Chính phủ các nước thành viên tổ chức hợp tác thượng hạng SCO diễn ra tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường và Tổng thống Uzbekistan ông Shavkat Mirziyoyev đã trao đổi về quan hệ song phương, bao gồm việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, vận tải, thương mại và điện tử. Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển chung của hai nước cũng như sự ổn định của khu vực. Về phần mình, Tổng thống Mirziyoyev mong muốn duy trì trao đổi đoàn cấp cao cũng như thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, công nghiệp, du lịch và giao lưu nhân dân. Bên lề hội nghị cấp cao ASEAN, quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Mỹ vừa có cuộc hội đàm để bàn về hợp tác song phương và hợp tác ba bên với Nhật Bản.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề chính trị, ông Yoon Sun-gu đã gặp ông David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Tại cuộc gặp, hai bên đã đề cập đến cuộc tranh cãi hiện nay giữa Seoul và Tokyo về vấn đề lao động cưỡng bức trong chiến tranh và căng thẳng thương mại. Thứ trưởng Yoon Sun-gu kêu gọi Washington làm cầu nối, giúp giảm bớt căng thẳng và hai bên cũng đã nhất trí hợp tác theo hướng này. Hàn Quốc và Mỹ cam kết hợp tác xuyên suốt trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc trên cơ sở các giá trị chung, cam kết các nguyên tắc tính đến lợi ích của các bên, tôn trọng luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của ASEAN. Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố một tài liệu cho thấy Ukraine chứ không phải Nga mới là thủ phạm đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào email của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2016. Thông tin này được một cố vấn cấp cao của ông Donald Trump khi đang là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tiết lộ từ đầu mùa hè năm 2016. Thế nhưng đến bây giờ mới được công khai trong tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ. Chính phủ Ukraine không chỉ tấn công các máy tính chủ của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ Mỹ, mà còn dựng lên các bằng chứng để đổ lỗi cho phía Nga với âm mưu hủy hoại tính hợp pháp của cuộc bầu cử vào năm 2016. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump được cho là đã gây sức ép đối với người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, để yêu cầu điều tra về một âm mưu nhằm hạ bệ ông, cũng như điều tra cha con đối thủ chính trị Joe Biden. Bộ Ngoại giáo Iran vừa lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào lĩnh vực xây dựng của nước Cộng hòa Hồi giáo này, đồng thời hối thúc Washington quay trở lại bàn đàm phán về thỏa thuận hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh, Mỹ cần đưa ra những sáng kiến và giải pháp nhằm giải quyết bất đồng song phương thay vì chính sách gây sức ép hiện nay. Bên cạnh đó, quan chức này cũng kêu gọi Mỹ ngừng việc liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt và quay trở lại bàn đàm phán liên quan tới thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết hồi năm 2015. Liên quan vấn đề người di cư tại châu Âu, giới chức Pháp vừa cho biết đã phát hiện 31 người di cư Pakistan trong một xe tải từ miền Nam nước này, đồng thời mở cuộc điều tra về vụ việc. Nhóm người di cư Pakistan được phát hiện vào ngày 1 tháng 11 trong một đợt kiểm tra định kỳ trên đường cao tốc gần biên giới với Italy. Tài xế của xe tải này cũng tới từ Pakistan và đã bị bắt giữ. Hiện những người di cư đã được bàn giao cho nhà chức trách Italy theo thủ tục nhập cư. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang đẩy mạnh hoạt động ngăn chặn tình trạng buôn người sau vụ phát hiện 39 thi thể bên trong một xe tải đông lạnh tại Anh. Tin về vùng áp thấp trên Biển Đông. Sáng nay, ở Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp. Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11-12 độ Vĩ Bắc, 113,7-114,7 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp trên Biển Đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6 và cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 mét. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 3 tháng 11, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nằm ở rìa xa bộ phận không khí lạnh tăng cường và giải hội tụ nhiệt đới, nên một số nơi có mưa rào rải rác. Trong cơn dông có thể xuất hiện các hiện tượng như lốc xoáy và gió giật mạnh, nên người dân cần lưu ý. Ngày mai trời nhiều mây, đôi lúc có nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Người dân cần lưu ý, trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối từ 70 đến 91%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây có mưa rào và dông, người dân cần lưu ý trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ, độ ẩm tương đối 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có thể có lốc xoáy và gió giật mạnh, bà con ngư dân cần lưu ý. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, trên biển gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Tại Vũng Tàu ngày 4 tháng 11 năm 2019, mực nước cao nhất 375cm xuất hiện lúc 19 giờ, thấp nhất 120cm xuất hiện lúc 12 giờ. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được tạm dừng.
Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.